Em xin chào mọi người ha. Xin chúc mọi người một ngày tốt lành nhé. Hôm nay em chia sẻ cái việc mà lách cái kỳ ra khỏi cái thân già đã sau khi đã có rễ mọi người ha. Dạ đó. Đây là hai cái cây của em. Thì mình thường thì mình cắt khúc ra để mình trồng. Thì nó cũng tốt. Nhưng mà nếu mình lách ra mà trên đó có những cái cây nó chưa có ra rễ thì nó lại khó phát triển. Do đó là mình lách cái cây nào có rễ ra. Thứ hai nữa là mình giữ được cái thân già cho nó đẹp hơn cái cây vi điệp của mình. Đó. Đây là cái cây mọi người, cái đây là cây hòa bình của em này. Đó, cây hòa bình này. Thì vừa rồi em có kích nó ra, còn cây này là phụ thọ rừng của em này, cũng chưa biết mà kho này. Một số cái thì nó ra rễ. Bây giờ em tiến hành em lách cây chi tiết ha. Mời mọi người xem nhé. Rồi ok mọi người, em sẽ lách cái cây này nha. Lách cây này. Em làm một cái rồi em sẽ lách hết thôi, nghe là một cái. Thì đầu tiên mọi người nhớ chuẩn bị cái lưỡi vô lam sạch nha. Thì bây giờ vậy ha, cái này nó bám vô trong thân một cái nhỏ nhỏ thôi. Thì bây giờ mọi người lắc qua lắc lại, đầu tiên phải lắc ngang vuông góc cái thân này, này lắc qua lắc lại, xong mình lắc xuống. Rồi mình lấy là mình cắt nhẹ ha. Thì bây giờ em làm ha. Mọi người nhớ cầm vững cái này nè. Rồi cái này nè. Đó. Đây, mọi người xem. Mọi người xem ha. Lắc qua này. Lắc lại này. Lắc qua này. Lắc lại này. Mọi người nhớ xem nha. Và nhớ cẩn thận cái rễ nha. Lắc lại này. Lắc qua này. Rồi đó, coi như là nó mềm nữa mọi người. Giờ lắc xuống, lắc nhẹ thôi, xuống này, lắc xuống cái nữa, lắc lên này, xuống này, đó, người thấy không? Đó, là nó rất, nó còn dính tí xíu thôi. Thấy chưa? Thì lúc này mình sẽ ngã ra ha, nhẹ nè, lắc ra này, dùng lưỡi lam ha. Tì mình cắt nhẹ đó, mọi người thấy. Và cái rễ không có cái nào mà bị ảnh hưởng. Mấy cái rễ này nó chỉ có ít rễ mọi người, rất quan trọng. Chứ nếu mà mình làm hư mấy cái rễ này thì nó cũng chậm phát triển ha. Đó, thì em đã lách một cái kỳ này thành công ha. Ok ha. Thì hôm nay hướng dẫn thì những anh em mới chơi á, lách cái kỳ này. Bây giờ mình bôi một tí keo liền sẹo vào đây, dưới vào cái thân này. Thì mục đích của lách cây này thì mình được cái thân già này vẫn còn nguyên. Tại vì cũng có những vị trí nó chưa ra cây á, mình giữ được cái thân già này có thể anh em kích tiếp, hoặc là thời gian sau nó sẽ ra những cái cây mới ha. Ok ha, chúc mọi người thành công nha. Em xin chào.